Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Changa Resort and Casino, Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura. 714-467-9071. Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế. 714-891-8028 Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm. 714-839-8121 Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. MVOF sức khỏe là vàng, 714-757-7379, 714-722-9709. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Lần nữa anh Tuấn Hoàng Châu Thủy trở lại với quý khán thính giả. Có thể nói rằng là nhân vật Donald Trump đã trở thành nhân vật của lịch sử nước Mỹ, vì lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ này có một nhân vật làm ứng viên chính thức tổng thống của Đảng Cộng Hòa mà không theo chính sách của Đảng Cộng Hòa, không theo chính sách của Đảng Dân Chủ, mà là chính sách Trump's policy, chính sách của Trump. Đó là những gì mà báo chí Hoa Kỳ hiện nay loan tải. Lý do đó là ông Trump sau cuộc nói chuyện với ông Paul Ryan, tức là Chủ tịch Hạ Viện, nhân vật quyền lực nhất, bởi vì tiếng nói của Đảng Cộng Hòa là người Chủ tịch. Hiện nay là ông Paul Ryan, là đại diện tiếng nói của Đảng Cộng Hòa. Chủ tịch Hạ Viện, chức lớn thứ ba. Chức lớn lắm, quyền lực lắm thưa quý vị. Thế nhưng sau cuộc họp với ông Trump với Paul Ryan chiều qua thì cuối cùng người ta thấy rằng là hai bên vẫn không thể nào đi đến những dị biệt, bỏ qua những dị biệt để đoàn kết đó. Bởi vì sao? Theo bản tin ghi nhận ngày hôm nay, những chính sách mà ông Trump đưa ra đó là hoàn toàn Đảng Cộng Hòa chống. Thí dụ như là deport 12 triệu di dân bất hợp pháp, tức là trục xuất 12 triệu di dân bất hợp pháp. Trong khi đó Đảng Cộng Hòa thì lại muốn cải tổ di trú, tức là cũng một phần. Tại sao Đảng Cộng Hòa mất phiếu quá nhiều của những người di dân, và trong đó là những người Mẹ, những người từ vùng châu Mỹ Latin. Cho nên đó là lý do tại sao Đảng Cộng Hòa muốn trung dung trong vấn đề này. Và thứ hai thưa quý vị, điều mà ông Trump và ông Paul Ryan gặp trở ngại nữa đó là Hiệp ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Trump thì ngay từ lúc mà ra tranh cử đó thì ông không muốn có cái chuyện này. Ông nói rằng không, tôi không ủng hộ TPP bởi vì mất việc làm của người Mỹ. Trong khi Đảng Cộng Hòa lại muốn có cái việc này. Thứ ba, tăng lương tối thiểu. Đảng Cộng Hòa không muốn tăng lương tối thiểu. Ông Trump thì lại muốn tăng lương tối thiểu. Thứ tư, ông Trump không muốn cho người Hồi giáo vào Mỹ. Đảng Cộng Hòa thì hoàn toàn chống lại cái chuyện này. Đảng Cộng Hòa nói làm sao mà chính sách của Đảng Cộng Hòa có thể lấy được lòng dân, mà trong đó người dân số theo Hồi giáo ở Mỹ này cũng khá là đông, và cái chính sách không thể nào kỳ thị như vậy được, nó chống lại hiến pháp. Thì thưa quý vị, một lần nữa, những chính sách mà ông Trump đưa ra, và quý vị cũng biết đó, là ông Trump là một người rất là cứng đầu. Không thể nào mà nói ông được đâu. Mà ngay cả những nhân viên dưới quyền mà không nghe lời ông đó là xong thôi, là ông chặt hết. Cho nên thưa quý vị, đối với những người chủ các công ty, giám đốc các công ty thì đã hạ hê lắm, bởi vì họ cũng là những bàn tay sát máu mà không nghe ý họ. Cho nên nhiều người nói Trump là một kẻ độc tài toàn trị, là như thế đó. Chính sách Trump tức là chính sách độc tài toàn trị. Ông nói như thế nào và ông làm và y chang như vậy. Nhưng mà nhờ như thế mà cử tri Mỹ, nhất là những người Mỹ trắng, chống đối Barack Obama và chống đối Đảng Dân Chủ, bây giờ họ rất là hạ hê và họ chống luôn cả Đảng Cộng Hòa nữa thưa quý vị. Bởi vì họ nói rằng những người mà đại diện cho họ ở trong Quốc hội đó đã không làm việc đúng theo ý họ. Nhất là họ không muốn có vấn đề cải tổ di dân. Họ nói tất cả những người di dân mà phạm pháp á, là bị trục xuất về nước cái đã.
chứ không có cái chuyện mà xếp hàng chờ đợi để rồi trở thành thường trú nhân hoặc là công dân của nước Mỹ được. Thì tất cả những cái chính sách của Đảng Cộng, và nếu ông Ryan nói rằng nếu mà ông Trump, cái chính sách của ông mà không có đoàn kết được Đảng Cộng Hòa đó, thì sẽ không bao giờ có chuyện Đảng Cộng Hòa sẽ đứng sau lưng ông Trump để ủng hộ ông ấy cả. Mà nếu không đứng sau lưng đó, thì rất là kẹt, rất lớn. Bởi vì ông Trump sẽ không có tiền tài trợ cho các cuộc tranh cử với bà Clinton từ tháng 7 cho đến tháng 11. Bởi vì tháng 7 là coi như xong rồi, Đại hội Đảng của Dân Chủ và Cộng Hòa chính thức là Trump và Hillary Clinton sẽ ra tranh cử. Mà không có cái sự ủng hộ phía sau đó, thì là ông Trump sẽ mất rất nhiều các phiếu. Tuy nhiên, đó là phía Đảng Cộng Hòa nghĩ. Cá nhân ông Trump, ông đâu có sợ đâu. Ông nói rằng tôi không có sợ. Ông nói rằng cuộc bầu cử này is all about Trump. Tất cả là vì Trump, chứ không phải là vì Đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, cho nên họ nói ngay bây giờ là một cái civil war, một cái cuộc nội chiến trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa đang diễn ra, rất là thiệt hại nặng lắm cho Đảng Cộng Hòa lần này. Dạ vâng. Vào ngày hôm qua thì ông Bernie Sanders đã thắng một cách khá là dễ dàng so với lại bà Clinton ngay tại khu vực West Virginia. Mặc dù với tư tưởng xã hội chủ nghĩa như vậy, nhưng mà tại sao lại các khu vực mà West Virginia lại ủng hộ ông Bernie Sanders thưa anh? Lý do, thưa quý vị, West Virginia là tiểu bang rất là nghèo của nước Mỹ, và đa số các ngân sách của tiểu bang này đó là dựa vào than đá. Trong khi bà Clinton, bà tuyên bố đó là vấn đề nước Mỹ cần phải tiết kiệm năng lượng và phải phát triển những cái kỹ thuật mà tái tạo môi sinh. Có nghĩa là sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và than đá phải bị coi như là không được sử dụng, bởi vì nó gây ô nhiễm môi sinh khủng khiếp. Mà khổ nỗi đó là đa số các cử tri ở West Virginia đó và các tiểu bang mà có than đá là chống lại tất cả cái chính sách của bà Clinton. Chính vì thế mà bà đã chịu trước. Bà đã biết trước là bà sẽ thua ở cả những tiểu bang này. Họ nói rằng hôm nay là một cái bước thụt lùi cho bà Clinton. Nhưng mà tính về toán học một lần nữa, thưa quý vị, ông Bernie Sanders, mặc dù ông nói là ông sẽ chiến đấu đến giọt nước mắt, mồ hôi hoặc là giọt máu cuối cùng, nhưng mà bây giờ thì không thể nào mà ông có đủ cái số phiếu để mà vượt qua được bà Clinton. Mà chúng ta vẫn còn California, vẫn còn một số các tiểu bang từ bây giờ cho đến tháng 6 này, thưa quý vị. Dạ vâng. Tuy vậy, trong cuộc họp báo, ông Bernie Sanders cũng đã đồng ý một điều rằng ông và bà Clinton chắc chắn là sẽ không muốn sự có mặt của ông Donald Trump trong tòa Bạch Ốc. Yeah. Trong khi đó thì ngay tại tiểu bang Massachusetts, thưa quý vị, một nghi phạm đã bị thiệt mạng sau khi đã tấn công điên cuồng khiến cho hai người khác là nạn nhân của y ngay tại thành phố Boston. Một người đàn ông 28 tuổi đã bị giết chết sau khi sát hại hai người trong một cuộc tấn công mà theo như những tin tức nói là khá là đẫm máu. Sự việc nói trên diễn ra vào tối ngày hôm qua khi mà nghi phạm có tên là Arthur Darussas đến một căn nhà mà nó nằm cách ở Boston 40 dặm và đâm hai người phụ nữ, nạn nhân là hai người phụ nữ, khiến cho một người thiệt mạng và một người bị thương rất nặng. Sau đó thì y đã lái xe đến một trung tâm shopping mall lân cận và tông xe thẳng vào cửa kính của cửa hiệu Macy. Sau khi mà lao vào trong cửa kính của Macy thì y đã tấn công, lao ra tấn công thêm một người nữa và bị thiệt mạng. Một người nạn nhân của y đã bị thiệt mạng ở trong một nhà hàng của Ý. Trong lúc gây án tại nhà hàng nói trên thì các cơ quan công lực nhận thấy rằng tên này là một tên mà khó có thể nào mà đầu hàng trước cơ quan công lực, tại vì y đã vừa sát hại hai mạng người và rồi không có dấu hiệu dừng lại. Y chỉ cầm dao để mà sát hại mà thôi, nên đã được các giới chức coi như là nói là phải xử tên này thôi. Và các giới chức đã coi như là cho tên này tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát cho biết là động cơ gây án có liên quan có thể là do các mối quan hệ tình cảm. Mặc dù vậy thì các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và bắt đầu. Một phụ nữ cao niên ở Ấn Độ ngoài 70 tuổi vừa sinh đứa con đầu lòng. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé.